chào cô bác anh chị em. Hôm nay Nhiên làm một clip này thì cô bác vừa qua biết về cái vụ án Đồng Tâm. Thì trong cái vụ án Đồng Tâm đó là thằng Lê Đình Kình, thằng giặc già Lê Đình Kình là cầm đầu. Thằng giặc già Lê Đình Kình cầm đầu nha cô bác anh chị em. Thì trong đó cầm đầu thì có cái bọn phản động nước ngoài tiếp tay cho thằng giặc già Lê Đình Kình này về tài chính, về tiền. Thì trong đó có Nguyễn Thí Hạnh nè, kêu gọi quỹ 50k nè, rồi Dũng Cô Va nè, rồi Cát Linh nè, rồi trong nước mình làm Cấn Thị Thiêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm. Thì cô bác anh chị vừa qua thì bắt những cái đối tượng mà Nhiên vừa nhắc tên. Thì những cái đối tượng mà nhất là thằng Trịnh Bá Tư, gia đình của Cấn Thị Thiêu, thì đi lại ở đó khuyên góp tiền cho thằng giặc già Lê Đình Kình, tiếp tay cho thằng Lê Đình Kình, bơm tiền cho thằng Lê Đình Kình để mà mua đạn, mua vũ khí, mua bơm xăng, mua dao tự chế, rồi mua gì, mua bình ga. Thì cô bác anh chị, tại sao thằng giặc già Lê Đình Kình nó ngông cuồng? Cô bác anh chị biết tại sao nó ngông cuồng không? Tại vì thằng giặc già Lê Đình Kình này nó từng tham gia trong mà kháng chiến chống Mỹ, cho nên nó biết về cái cách là nó biết cái cách là để mà đấu lại đảng nhà nước ta. Rồi thằng Lê giặc già Lê Đình Kình này nó hai lần ba lần làm mấy đời chủ tịch, mấy đời bí thư, qua mấy nhiệm kỳ. Thì cô bác anh chị biết rồi, nhưng cũng nói nhiều clip về thằng giặc già Lê Đình Kình và cái bọn phản động Cấn Thị Thiêu này hết rồi. Thì thằng giặc già Lê Đình Kình, cô bác anh chị nghĩ đi, nó qua mấy đời tổng thống, qua mấy đời làm bí thư chủ tịch xã, cho nên nó mới cái gì, nó lợi dụng chức quyền để mà nó lấy đất công, nó làm đất, lấy đất công, đất sân bay Miếu Môn để nó phục vụ riêng cho gia đình nó, rồi nó bán cho người dân bên ngoài để nó lấy tiền nó để phục vụ cho cái riêng gia đình nó. Đó là gọi là gì cô bác anh chị, gọi đó là tham nhũng. Khi mà nó đã biết trước là tội lỗi nó làm, thì cô bác anh chị biết nó làm sao rồi đó. Cô bác anh chị thấy là cách nhà nó cách khoảng giữa và nó chặn hai cái đầu, và có một cái bẫy cao 4 mét. Thì cô bác anh chị biết rồi, nó từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và nó làm mấy đời chủ tịch bí thư ở đó. Nó đã tham rồi là nó có chuẩn bị từ trước. Mà trong khi cái hầm trong mà nó làm, cái hầm mà nó làm mà để mà gài bẫy các chiến sĩ ta đã hy sinh đó, đã nó chuẩn bị trước. Vợ nó nè, con nó nè, cháu nội nó nè, trong gia đình của nó đã chuẩn bị từ bao nhiêu năm nay rồi bà con cô bác anh chị em. Cho nên nó lên mạng nó ngông cuồng là nó thách thức chiến sĩ ta, thách thức nhà nước ta. Vào bao nhiêu người thì nó sẵn sàng đón nhận hết, nó sẽ giết hại, sát hại các chiến sĩ hết. Cho nên cô bác anh chị em coi kỹ lại cái lời nói đó, rồi coi lại cái hầm đó, thì cái sự độc ác của thằng Lê Đình Kình và cả gia đình của nó, cháu nội cháu chắc, từ vợ nó, cháu chắc nó, đã chuẩn bị nhiều năm qua rồi cô bác anh chị. Cái này chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là khủng bố. Thì đấu tra cái thằng luật sư nào bào chữa, bất cứ thằng luật sư nào mà nó nhìn qua cái clip đó, thằng giặc già Lê Đình Kình từng lên thách đố đảng nhà nước ta, vô bao nhiêu chiến sĩ thì nó nói là nó sẽ hạ gục hết. Rồi khi mà chiến sĩ ta ba người đã hy sinh mà gớt xuống cái hố đó, nó phóng dao để mà cho gớt xuống cái hố đó, thì nó đổ xăng lần đầu, các chiến sĩ chưa chết, mà nó đổ xăng thêm một lần nữa. Anh chị nghĩ đi, cái sự độc ác của nó đã chuẩn bị từ nhiều năm qua lắm. Thì cái tội này không có thể nào mà dung tha được. Cái tội này là cái tội khủng bố,
cái tội này không có thể mà nước nào vô mà để can thiệp ha, thằng một luật sư nào can thiệp được hết. Để Nhiên đọc qua cái đoạn này cho cô bác anh chị rồi xong Nhiên nói tiếp theo cái phần này. Ngày 7 tháng 9 xử 29 đối tượng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Đồng Tâm. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết ngày 7 tháng 9 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 đối tượng trong vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. 29 đối tượng truy tố vụ án này đều trú tại thôn Hoành và thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, trong đó có 25 đối tượng truy tố tội phạm giết người theo quy định tại điều 123 khoản 1 điểm ADNO Bộ luật hình sự 2015. 4 bị cáo còn lại cũng bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 330 khoản 2 điều điểm A Bộ luật hình sự năm 2015. Đó là những đối tượng mà Nhiên vừa đọc qua. Thì cô bác anh chị, đây là những cái gia đình Lê Đình Kình, là một, mình gọi nó là một thằng giặc già. Một thằng giặc già mà gọi là nó rất là tham nhũng cô bác anh chị. Nó qua đó làm, cô bác anh chị nghĩ đi, nó từng chống Mỹ, nó từng đánh giặc, cho nên nó có công với cách mạng, nó có công với đất nước, thì cho nên nó mới làm được những mấy qua mấy cái nhiệm kỳ. Hỏi cô bác anh chị, nó qua bao nhiêu nhiệm kỳ? 2-3 nhiệm kỳ làm bí thư chủ tịch xã. Thì cô bác anh chị đi, nó lợi dụng điều đó, nó lấy đất công của sân bay Miếu Môn để mà phục vụ cho quần chúng mình đó. Nó lấy đất công đó, nó bán cho 14 hộ dân. Mà trong khi 14 hộ dân đó, là khi mà nhà nước lấy lại đất đó để mà làm cái sân bay Miếu Môn để phục vụ cho đất nước mình, thì những người dân nó đều ký hết. Còn gia đình Lê Đình Kình thì nó không ký, nó nói nó là đặc, là dân quan. Anh chị, thằng Lê Đình Kình, thằng giặc già này á, nó có lòng tham vô đáy cô bác anh chị. Nó lấy nó bán rồi nó giữ đất riêng cho nó. Khi mà nó biết trước sự việc xảy ra là nhà nước ta sẽ lấy đất công nó đã lại phục vụ. Trước khi nó làm, nó đổi tên, nó thay chủ, nó làm giấy riêng của nó hết. Nhưng mà đất đó là có bản vẽ từ năm đâu mình biết, là 1968 lần cô bác anh chị. Thì nó lấy đất mà sân bay này nó làm, nó phục vụ riêng cho gia đình nó. Thì khi đảng nhà nước ta lấy đất này lại để mà phục vụ cho đất nước mình, thì nó lên nó kêu quan. Thì bắt đầu cái bọn phản động nước ngoài và một số bọn phản động trong nước như con Nguyễn Thị Tâm, Dũng Vô Va, Cấn Thị Thiêu và Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư kêu gọi khuyên góp tiền của bọn giặc ngoại bang để đưa cho thằng giặc già Lê Đình Kình để mà thách thức chính quyền, thách thức đảng nhà nước ta. Cho nên thằng giặc già Lê Đình Kình nó chuẩn bị nhiều năm qua là anh chị thấy một cái nhà nó xây hai bên một cái chừa khoảng gì không, thì bắt đầu nó xây bích cái đầu hai bên. Thì cô bác anh chị nghĩ đi, một cái hố mà nó xây sẵn vậy, nó đắp kín luôn như vậy. Chỉ đặc biệt là cái hố đó gia đình nó biết, chứ người ngoài, đặc biệt là người ngoài không biết cô bác anh chị, người bên ngoài không biết, chỉ là gia đình của thằng Lê Đình Kình biết, như là vợ con cháu nội, dòng họ ruột với thằng Lê Đình Kình, trong gia đình ruột thịt của nó là biết xây cái hố đó. Nó chuẩn bị từ trước, cho nên nó thách thức ngông cuồng. Cho nên cô bác anh chị thấy không, các chiến sĩ ta mà nó tàn nhẫn, nó đốt, mà nó phóng dầu phóng xuống, rồi chiến sĩ ta gớt xuống dưới đó, ba chiến sĩ ta gớt xuống đó rồi nó đổ xăng, mà các chiến sĩ ta đốt thiêu sống mà cô bác anh chị, các chiến sĩ ta kêu la gào thét mà rút găng con người người ta mà đốt mà rút lại gì nè,
lúc đó đốt chưa có chết, lần đầu chưa có tử vong anh chị, mà nó tàn nhẫn một cái gia đình đó, 25 đối tượng mà đọc tên vừa qua, chính nó khai gùng gợn luôn cô bác anh chị, nó khai lên đài TV1 anh chị coi đó. Như vậy thì hỏi ông luật sư nào, bà luật sư nào đi bào chữa cho những cái đối tượng khủng bố này? Các ông các bà luật sư nào mà muốn bào chữa cho những cái đối tượng mà khủng bố, thiêu người, đốt người mà thiêu sống như vậy đó? Để tôi chờ tới ngày 7 tháng 9 này để tôi chờ ông luật sư nào mà bào chữa cho những cái đối tượng này. Thằng giặc già Lê Đình Kình và gia đình dành 25 đối tượng, cả gia đình nó, ba đời gia đình nó, thằng Lê giặc già Lê Đình Kình nó sống ác nhân thất đức thì nó phải chết, nó lôi cả con cả cháu nó theo chết chung với nó anh chị. Một cái hố đó, một cái sâu đứng đứng sừng 4 mét mà gớt xuống, mà nó phóng dầu phóng rồi nó bị thương rồi đốt xuống đó đó, mà đổ xăng cháy rồi. Hỏi anh chị, con người mình ta mà bức tường thẳng đứng luôn không có cái gì hết thì cô bác anh chị nghĩ đi, con người đâu phải là con chim nào bay lên được, mà nó khốn nạn nó đốt các chiến sĩ ta như vậy đó, khủng bố như vậy, đốt sống như vậy đó. Cả cả 25 đối tượng này và thằng giặc già Lê Đình Kình và con vợ nó khốn nạn như vậy đó, thì cái thằng luật sư, cái con luật sư nào bào chữa cho những cái đối tượng này? Cái lòng tham của thằng Lê Đình, giặc già Lê Đình Kình nó chuẩn bị nhiều năm qua cái hố đó. Cô bác anh chị nhìn vô cái hố đó đi. Rồi cái hố đó nó làm xong, hai cái nhà cách một khoảng gì, bắt đầu nó xây hai cái tường đầu chặn lại, rồi bắt đầu nó đậy đồ lại, nó đậy cái nắp lại. Nó chuẩn bị nhiều năm như vậy đó cô bác anh chị, nhiều năm, mười mấy năm qua nó chuẩn bị trước như vậy luôn. Thì anh chị biết cái lòng tham của nó rồi, đã nó tham rồi thì nó trước sau gì nó cũng phải đi tù hả. Thì cho nên nó chuẩn bị trước cái hố đó để nó thách thức nhà nước ta. Mà trong khi những cái bọn mà phản động ấy, ở nước ngoài thì nó hà hơi tiếp sức cho thằng giặc già Lê Đình Kình về tiền, và như con cắn thì thiêu Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư này nó ngông cuồng cái thời điểm đó cô bác anh chị biết không, nó ngông cuồng cực kỳ là ngông cuồng. Và con Nguyễn Thị Tâm và thằng Dũng Vô Va và con Nguyễn Thí Hạnh nữa anh chị, con Nguyễn Thí Hạnh kêu gọi quỹ 50k, từng đưa tiền cho thằng giặc già Lê Đình Kình, có giấy tờ, có hồ sơ luôn. Thằng Nguyễn Văn Tiễn là thư ký cho nó đó anh chị. Thì anh chị nghĩ nhìn cái một cái hố đó đi, các chiến sĩ ta mà nó phóng dao rồi nó gài bẫy như một cái hố, nó xây kín hai đầu gì nó đắp luôn trở trên cái mặt mà nó gài bẫy đó, chị nghĩ thì 4 mét nó cao cỡ nào mà đốt, mà các chiến sĩ ta la rồi rút, các chiến sĩ ta mà rút rút người lại đó anh chị. Anh chị nhìn cái cảnh đó đi, thật sự rất là đau đớn lắm anh chị. Những con người đó, những cái con người mà 25 cái đối tượng này mà đốt các chiến sĩ ta hy sinh như vậy thì anh chị có tha không? Như nó thật lòng, như nó thật lòng với cô bác anh chị, con nhiên còn nhỏ chứ thật sự mà 25 đối tượng này mà theo mà thời ở ngoài đó, mẹ nhiên cầm một cái trái bom vô vô tự sát cái gia đình đó cho nó xong, thà để nhiên là một người dân không học không hành gì hết, tôi hy sinh với cái bọn giặc già Lê Đình Kình đấy chi, để cho các chiến sĩ ta còn sống, các chiến sĩ ta đủ trình độ, đủ năng lực để mà giữ gìn quê hương, giữ gìn đất nước, giữ gìn sự bình an cho người dân, thì để cho các chiến sĩ ta sống để mà giữ đất nước. Còn nhiên là một người dân bình thường, là cái mạng cù bắp này cầm ôm một cái mìn vô tự sát với gia đình thằng Lê Đình Kình luôn. Nói thật sự anh chị, nói mà thấy các chiến sĩ ta như vậy mà nhắc lại thì không bao giờ mà cầm được nước mắt. Mình rất là căm hận cái 25 đối tượng còn lại và thằng giặc già gia đình của thằng Lê Đình Kình này. Anh chị nghĩ đi, giờ hỏi những cái người mà những cái ông bà nào mà làm mà bào chữa cho
cái tổ chức khủng bố của thằng giặc già Lê Đình Kình mà còn 25 đối tượng này. Tôi hỏi các người mà có gia đình như vậy đi, rồi mà bị thằng giặc già, tổ chức giặc già Lê Đình Kình nó đốt sống như vậy á, thì các anh chị mà người làm mà bào chữa cho thằng bọn giặc già Lê Đình Kình đó, thì tôi hỏi anh chị làm sao? Anh chị nên nhớ là nó làm qua mấy đời chủ tịch bí thư rồi nha, cho nên nó ỷ cái quyền cao chức trọng đó, nó mới lấy đất sân bay Miếu Môn để nó làm đất riêng cho nó, lấy đất công của đảng nhà nước mà để làm cho nó đất riêng cho nó, cho nên nó chuẩn bị cái hố đó từ nhiều năm qua để mà giết các chiến sĩ ta, và nó ngông cuồng nó lên thách thức đảng nhà nước ta, là nó nói là vô 300 tên thì tao giết 300 tên, vô bao nhiêu là tao hốt hết, tao chấp hết. Nó lên nó tao có 200 bình, 200 lít xăng, 20 bình ga mới tanh, và tao có lựu đạn, tao có dao tự chế. Hỏi anh chị, có một người dân nào mà lên mà ngông cuồng gì không? Cô bác biết tại sao nó ngông cuồng không? Nó chuẩn bị từ nhiều năm qua là cái hố đó, nó chuẩn bị để nó giết các chiến sĩ ta. Anh chị thấy nó khốn nạn cỡ đó không? Thì qua cái clip này, Nhiên muốn gửi đến cô bác anh chị, chúng ta phải lên án cực kỳ mạnh mẽ những cái đối tượng này, phải làm gì? Tử hình. Cái loại khủng bố này là phải tử hình cô bác anh chị. Cái tổ chức khủng bố Việt Tân này, cái tổ chức khủng bố giặc già Lê Đình Kình này, và con Cắn Thị Thiêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thí Hạnh này, và Nguyễn Thị Tâm này, và Dũng Vô Va này, cùng bắt được, cùng tử hình chung với thằng Lê Đình Kình. Cô bác biết tại sao? Nó tiếp tay cho thằng giặc già Lê Đình Kình là tiền, để thằng giặc già Lê Đình Kình có tiền mua vũ khí để mà thách đố đảng nhà nước ta, để chống lại đảng nhà nước ta. Đó, ngày hôm nay cô bác anh chị em chúng ta phải lên án mạnh mẽ. Các anh chị phải cầm cái hình đó, đưa cái hình đó lên. Anh chị nào lấy cái hình đó đưa lên, để mà các anh chị nhìn vô cái hình đó đi. Nó chuẩn bị lúc nào mà nó làm mấy đời mà chủ tịch bí thư xã giặc già Lê Đình Kình, cho nên nó chuẩn bị cái hố đó từ nhiều năm qua rồi. Là gì? Ở đây là gọi là tổ chức gọi là, mình gọi là gì, tổ chức có chuẩn bị từ trước. Thằng giặc già Lê Đình Kình, tổ chức thằng giặc già khủng bố Lê Đình Kình và 25 đối tượng mà ngày 7 tháng 9 này mà ra để mà xét xử đó, thì cái tổ chức khủng bố này có gì, có chuẩn bị từ trước nhiều năm qua. Cho nên cái con Cắn Thị Thiêu và Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm, Dũng Vô Qua này á, Nguyễn Thí Hạnh này á, nó biết trước luôn. Cho nên bọn chúng nó ngông cuồng. Đây là một tổ chức phản động, một tổ chức phản động tiếp tay cho bọn khủng bố nước ngoài, có chuẩn bị từ trước nha cô bác anh chị. Các anh chị nhìn cái hố đó là anh, cô bác anh chị biết là đây là nó có tổ chức hẳn hoi, và nó có chuẩn bị từ trước nhiều năm qua. Cho nên không có thằng luật sư nào, mà con luật sư nào bào chữa cho cái đám này hết. Phải thẻo nó từ miếng thịt trước khi mà tử hình nó, cái bọn của thằng giặc già Lê Đình Kình này. Nhưng chào cô bác anh chị em, nhưng chúc cô bác anh chị em một ngày hạnh phúc vui vẻ. Lâu lâu như phải lên lại với cô bác anh chị em, nhưng rất là bận. Nhưng chào cô bác anh chị em.